Vợ Justin Bieber lên tiếng về tin đồn mang thai, hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Bà xã Justin Bieber hy vọng đông đảo khán giả có thể hiểu và thông cảm cho cô. Sau khi kết hôn từ năm 2019, Justin Bieber và Hailey hiện tại vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân và chưa có con. Điều này khiến bà xã nam ca sĩ không ít lần vướng vào nghi vấn mang bầu. Tại Met Gala 2021, anh không ngần ngại đưa tay chạm bụng vợ ở chốn đông người. Hành động trên từ phía Justin Bieber càng làm cho công chúng cho rằng Hailey đã có bầu. Tuy nhiên, ngay sau đó nữ người mẫu đã lên tiếng đáp trả, tôi không có thai, hãy để tôi yên. Mới đây trên trang cá nhân, Hailey đã hé lộ về nguyên nhân khiến cô chưa có tin vui trong thời gian qua. Dù vô cùng buồn bã về tình trạng hiện tại, tuy nhiên nữ người mẫu hy vọng câu chuyện này sẽ khuyến khích và truyền cảm hứng tới những người gặp tình trạng giống cô. Cụ thể, vợ Justin Bieber cho biết bản thân đã mắc căn bệnh u nang buồng trứng. Tôi có một u nang trên buồng trứng có kích thước bằng quả táo. Tôi không bị lạc nội mạc tử cung hay hội chứng buồng trứng đa nang PCOS, nhưng đã bị u nang buồng trứng vài lần, khiến tôi không bao giờ cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm giác đau đớn, nhức nhối, buồn nôn, trướng bụng và bị chuột rút. Căn bệnh này khiến tôi dễ xúc động. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Đây không phải là lần đầu Hailey công khai về biến cố sức khỏe. Trước đó vào hồi tháng 4, nữ người mẫu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đột quỵ. Trải qua việc thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận người đẹp bị thiếu máu cục bộ cơ tim. Sau đó Hailey đã phải phẫu thuật nhằm lấp lỗ hổng ở tim.